Xin chào anh em, tôi là Hàm Rồng đây. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hàm Rồng Studio. Thì hôm nay tôi sẽ có một cái video hướng dẫn cho anh em về cách mà bây giờ tôi sẽ đi thay bi cho một con động cơ một pha hai tụ. Thì ở đây nó bị hơi bị dơ một chút. Trong quá trình này thì tôi sẽ quay lại quá trình mà tôi thay bi để cho anh em xem. Rồi, ok, bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi đi làm. Thank you.
Ở đây thì sau khi tôi đã thay đi xong thì bây giờ tôi sẽ lắp vào bên trong cái phần motor ở đây. Thì vừa rồi thì anh em đã nhìn thấy cái quá trình mà tôi thay bi, thì ở cái này thì tôi thay một đôi bi, một vòng bi 204 và một vòng bi 205. Thì bây giờ cái quá trình là tôi sẽ lắp vào. Sau khi lắp vào thì tôi sẽ bắt đầu tôi đi vệ sinh cái motor này. Anh em nhớ lắp vào một cách thận trọng. Đây là hai cái vòng bi cũ này. Hai vòng này tôi sẽ bỏ đi. Anh em nhớ tra cho người ta, cho khách hàng một ít mỡ vào trong những cái vị trí nó như thế này, thì sau này có tháo ra thì nó cũng đơn giản hơn. Ok, đây là vậy xong. Vậy là xong cái. Rồi ok anh em, thì đây là trong cái quá trình mà tôi thay bi xong thì bây giờ tôi sẽ thử cho anh em trộn lại bốn lần. Rồi. Đây là do tôi chưa kê.
tương đối là êm.